Trân chào quý khán thính giả theo dõi chương trình Xoáy tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm 28 tây tháng 7 năm 2022. Thưa quý vị, chắc quý vị cũng biết là sáng ngày hôm nay là đã không có một cái thống kê cho biết rằng là nền kinh tế của Hoa Kỳ liên tục trong hai quý vừa qua bị gọi là mức tăng trưởng bị suy giảm không có nhiều từ 1.8 xuống còn có và chuyện này nền kinh tế trong thời gian tới sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ chờ đợi tuy nhiên về mặt chính trị thì thưa quý vị chúng ta cũng thấy trong thời gian uh, vừa qua và trong lịch sử của nước mỹ các vị tổng thống mà nắm quyền trong cái thời gian mà kinh tế bị suy thoái ảnh hưởng đến sự nghiệp của chính trị của họ rất lớn thì ngày hôm nay anh em chúng tôi gửi đến cho quý vị những cái kinh nghiệm của những vị tổng thống vị nào là bị gọi là thua khi mà nền kinh tế đi xuống và vị tổng thống nào lại gọi là vượt lên trong thời gian kinh tế đi xuống thì đó là chủ đề anh em chúng tôi gửi đến cho quý vị ngày hôm nay xin chào anh Đỗ Dũng chào Mai Long kính chào khán giả SBTN. à, như chúng tôi nói á Uh, ngày hôm qua hôm nay nó có hai sự kiện sự kiện thứ nhất đó, là ngày hôm qua uh, ngân hàng liên bang tăng lãi suất chấm 75% để ngăn chặn lạm phát thì khi mà ngăn chặn lạm phát thì có nghĩa là tìm cách không cho tiền đi vào trong thị trường nhiều bởi vì phân lời nó tăng người ta ngại mượn tiền làm ăn Thế sẽ không có nhiều người mượn tiền mà như vậy không có nhiều người mượn tiền nó có làm có thể làm là giảm cái mức tăng trưởng kinh tế đó, hai cái nó đi ngược với nhau mà trong thời gian qua thì kinh tế của Mỹ nó đang bị gọi là đi xuống và sáng ngày hôm nay thì Bộ Thương mại cho biết là trong cái quý 2 vừa rồi là Mỹ cái GDP giảm chấm 9% tức là dưới 1%. Mà cái quý trước đó là giảm 1.6%, điều này cho thấy rằng là có thể bị suy thoái kinh tế, có thể thôi. Thế thì trong quá khứ suy thoái kinh tế là chuyện thường. Lúc nó lên, lúc nó xuống. Lên nó thì là kinh tế phát triển, xuống là kinh tế suy thoái. Nó cứ lên xuống, lên xuống tùy theo chính sách tiền tệ, thị trường kinh tế rồi các cái sự kiện khác trên thế giới nó ảnh hưởng. Thì hiện nay cái cuộc chiến tại Ukraine nó một phần nào ảnh hưởng kinh tế thế giới. Mỹ cũng ảnh hưởng luôn. Nhưng mà trong quá khứ đó, Mỹ đã từng trải qua chuyện này, nhưng mà không phải ai cũng thành công. Có người thành công, người không thành công thì ba cái người mà tiêu biểu nhất mà người ta thấy á, làm cho kinh tế Mỹ đi lên hoặc đi xuống đó là ví dụ mà chúng ta nhớ thập niên 1930 khi mà Mỹ bị gọi là đại suy thoái từ lúc đó dưới thời ông tổng thống à, Hoover ông Herbert Hoover lúc đó ông lên chấp chính vào ngay cái thời điểm mà suy thoái bắt đầu từ năm 2000 từ năm 1929 lúc đó thị trường chứng khoán bị sụp đổ và chưa đầy 8 tháng sau thì ông uh, lúc đó, đó là chưa đầy 8 tháng sau khi ông Hoover tuyên thệ tổng thống rồi nó làm cho tình trạng tài chính nó thê thảm hơn mà ông này đó là chúng ta biết là ông Hoover là người đảng Cộng Hòa chứ không phải đảng Dân Chủ ông tin rằng chính phủ không nên Xíu vào nền kinh tế chứ không làm gì hết một trong những cái điểm chính mà đảng cộng hòa và đảng dân chủ khác nhau trong mọi chính sách là đảng cộng hòa họ chủ trương là chính phủ can thiệp càng ít càng tốt vào đời sống người dân trong mọi lĩnh vực để cho người dân tự quyết định dân chủ thì bảo không chính phủ phải có vai trò lớn hơn để khi mà Uh, nền kinh tế hoặc nói chung sức khỏe của đất nước là có vấn đề thì chúng ta can thiệp ngay hai cái nó tương phản nhau uh, nó có cái hay và cái giờ của nó chứ mà không ví dụ chúng ta thấy bây giờ đó kinh tế tư bản là thị trường quyết định chứ không phải nhà nước quyết định về căn bản đó là chủ nghĩa tư bản chủ nghĩa xã hội thì là chính phủ phải can thiệp lập ra những cái công ty quốc doanh làm cái xương sống cho nền kinh tế thì tư bản đó, họ để cho thị trường nó vận hành thì nó phù hợp hơn nhưng mà khi mà nó bị sụp đổ đó mà chính phủ không can thiệp thì nó chết đó còn cái anh mà xã hội chủ nghĩa anh dùng những cái cơ sở kinh doanh chính là của nhà nước thì nó bị cái giờ nó lũng đoạn tức là ăn nếu sinh nghiệp nó làm thua đó thì không bị giải tán Rồi ông nhà nước lại cho tiền vào để nuôi nó để giữ vững cái nền cái xương sống của nền kinh tế thì nhưng mà cái hay của nó đó là chính vì như vậy nó không có sụp hoặc rất khó sụp thì nó giữ vững được cái nền kinh tế nó không làm ảnh hưởng đến thị trường đó thì ông Hoover, Hoover, Hoover này đó là ông là một người đảng cộng hòa cho nên ông theo cái quan điểm là thị trường tự do cho nên gần như không làm gì cả nhưng mà chính cái đó là cái hại ông bởi vì khi mà thị trường nó xuống nó suy thoái ít đó, thì anh có thể để cho nó tự động nó gượng dậy lại, tự động thị trường nó hoán chuyển nó điều chỉnh tự động nó lên lại. Nó lên rồi nó xuống, nó lên rồi nó xuống. Nhưng mà khi nó xuống quá thấp ở cái mức nào đó, ví dụ người ta cho là yêu uh, anh lên lên 10, xuống 10 thì ok. Nhưng mà lên 10 nhưng mà lúc xuống xuống dưới hơn 10 nó xuống tới 11, 12, 13, 14, 15 thì cái nó nguy hiểm. Thì chính phủ phải siết vô nhưng có lẽ ông Hoover ông không đo được, ông không đo được cái mức độ đi xuống như thế nào. Và lúc đó vào đầu năm 1932 tức là cuối nhiệm kỳ của ông thì tỷ lệ thất nghiệp tăng tới hơn 20%. À cái này là cái chết. Thành ra ông bị thua ông Franklin Roosevelt thế thảm. Ông Roosevelt là dân chủ. Và ông Roosevelt có một chương trình gọi là new deal và ông đẩy cái ông ông can thiệp vào thị trường và quý vị thấy sau đó là mỹ vực dậy và ông thắng tới bốn nhiệm kỳ long được bốn nhiệm kỳ thì đó là trường hợp ông huber uh, ông Hoover uh, là đầu tiên thưa Long vâng thưa quý vị trở lại tiếp tục chương chuyện ông Hoover tại sao chúng tôi nhấn mạnh chuyện này uh, cái điều xảy ra là ông chắc chắn trước khi mà cái vụ đại khủng hoảng nó xảy ra ở tại nước mỹ tổng ông tổng thống Herbert Hoover là cái nhiệm kỳ của ông là năm 1929 sang qua đến năm 1933 34 nhỉ 33 29 đến 33 38 <laughs> là đắc cử nhưng mà 29 39 mới tuyên thệ 39 thì đến 33 phải hết, phải <laughs> hết phải hết phải hết đến 33 hết 33 đúng dạ, rồi đúng thì 20 tháng riêng ngày 1933 Không, hết uh, hết 32 chứ. 9 hết bầm hai, hai qua bầm ba à, thì qua bầm ba, ba dạ. thì thì thưa quý vị chúng ta cho đến bây giờ chúng ta biết cái nguyên nhân tại sao đưa đến cái vụ đại khủng hoảng năm thập niên 1930 là bởi vì cái dư âm của cái đệ nhất thế chiến các nhà tư bản lao vào đầu tư để mà đổ hàng hóa sang qua châu Âu và họ đầu tư một cách ồ ạt. À. Và khi châu Âu vực dậy một cách nhanh chóng, thì tất cả những cái số lượng hàng hóa mà bên Hoa Kỳ này đầu tư vào để mà đưa qua bên Âu Châu thì thôi chẳng còn ai mua cả. Thế là sụp đổ hoàn toàn. Chuyện đó, nó không phải đến từ cái lỗi của ông Hoover. Nhưng cái quan điểm mà như anh Dũng trình bày với quý vị là thời gian những người Cộng hòa trong thời gian đó và cũng như bây giờ nhất mực là chính quyền không xía vào. Nhưng mà trong giai đoạn khủng hoảng phải có một cái gì khác hơn. Và cái chiến thắng của Tổng thống Roosevelt không phải ông thắng một nhiệm kỳ mà ông thắng tới bốn nhiệm kỳ cho thấy cái chính sách New Deal của ông là cái biện pháp vô cùng cần thiết để giải quyết các vấn đề kinh tế của nước Mỹ khi nó bị bệnh thì chính quyền phải san tay áo vào và thậm chí cho đến bây giờ hầu như tất cả những người như chúng ta đang sống vẫn còn gọi là nhờ được cái chính sách New Deal của ông Roosevelt những chương trình về an sinh xã hội bắt đầu nguồn từ thời gian đó những chương trình chính phủ can thiệp vào xây dựng hạ tầng cơ sở để mà à, nuôi sống người dân tạo công an việc làm nó vẫn là một cái chính sách được các chính phủ sau này ủng hộ và áp dụng thì thưa quý vị đó là những cái vấn đề mà chúng tôi nhấn mạnh liên quan đến vấn đề kinh tế sang qua một vị tổng thống thứ hai mà cũng bị gọi là thê thảm trong lịch sử về vấn đề đối phó kinh tế và trong cái và đất nước hoa kỳ trong thời gian mà chấp chắn của cái vị này cũng nằm trong tình trạng kinh tế bị gọi là suy thoái. Đó là tổng thống Jimmy Carter. Tổng thống Jimmy Carter chắc người Việt chúng ta rất là quen. Ông bắt đầu chấp chính từ năm 1976 cho đến năm 1980. Trong thời gian đó, cuộc chiến Việt Nam vừa chấm dứt. Nước Mỹ bị một cái ảnh hưởng vô cùng nặng nề sau cuộc chiến với gọi là gần 70.000 lính Mỹ chết ở tại Việt Nam trong một cuộc chiến gần 60.000 gần Gần 60, 58 ngàn. Dạ, gần 60 ngàn Từ thập niên 60 kéo dài Đến nửa thập niên 70 Và trong cái tình trạng Mà bị suy thoái đó Ông Carter cũng không có làm Tình hình nó xoay chuyển Và ông cũng không có làm gì được Bởi vì hệ, cái hậu quả đó Không phải ông Jimmy Carter Tạo ra Nhưng người ta có những cái điều Mà bây giờ đánh giá Chỉ trích ông Thí dụ có một cái bài diễn văn ông nói đến một cái tình trạng và cái hệ quả của cuộc chiến nó làm ảnh hưởng đến là cái sự gọi là suy sụp tinh thần của người mỹ chính vì ông nói đến một cái sự phân tích như thế là ông muốn nói để mà khôi phục cái tinh thần cho người mỹ nhưng mà đối với người trên mỹ họ lại nhận cái tín hiệu mà ông nói là sự suy sụp về tinh thần người mỹ thì làm cho người mỹ cảm thấy rằng là Họ không được một cái lời gọi là hiệu triệu để mà kích thích cái tinh thần của họ để đem lại sự lạc quan cho nền kinh tế. Thì cái đó là ông Jimmy Carter phải trả một cái giá là ông chỉ là tổng thống một nhiệm kỳ. Thưa anh. Vâng. Cái uh, lúc đó đó, uh, ông Carter nó bị thêm một cái đó là cuộc chiến Việt Nam vừa chấm dứt uh, vào năm 75 dưới thời ông Ford. Nhưng mà qua 78 thì nó vẫn còn dư âm. Và nó bị dư âm thêm một cái nữa là cuộc khủng hoảng ở bên Iran. Chúng ta nhớ cái cuộc uh, cách mạng Hồi giáo ở Iran năm 1979. Uh, 52 người Mỹ bị giữ 444 ngày. Uh, trong thời gian đó, ông Carter bị ảnh hưởng đó rất nặng. Cho nên có thể nói là không có đủ thời gian để mà can thiệp vào nền kinh tế. Và chúng ta biết rồi đó, trong cuộc bầu cử năm 1980, ông thua ông Ronald Reagan thê thảm luôn. Chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SBTN.